Chả hiểu sao trời nắng lôi như này mà bắt đi bán cơm từ thiện. Nếu mà không vì thăng chức thì không bao giờ tôi đi. Anh ơi, anh bán cho em một suất cơm với ạ. Anh ơi, anh bán cho em một suất cơm với. Tôi không phải điếc đâu mà cô gọi nhiều như thế. Muốn gì phải từ từ. Để về đâu. Đây ạ, một suất 5.000 phải không anh? 5.000 thôi mà 5.000. Suất cơm này 30.000. Anh xem lại giúp em với ạ. Rõ ràng trên vé ghi trẻ em và người tàn tật được mua cơm từ thiện với giá 5.000. Tàn tật cái gì mà tàn tật? Thế giấy chứng nhận tàn tật của cô đâu? Em với chồng lang bạt ở đây bao nhiêu năm mà có biết cái giấy đấy là gì đâu. Anh thông cảm giúp em đi ạ. Này, tôi không tin. Bây giờ lừa đảo đầy ra đấy. Cô không phải lừa ai đâu. Anh ơi, em xin anh mà. Em cũng khổ sở lắm nên mới đến đây. Chồng em bị bệnh liệt nằm ở nhà. Cả ngày hôm qua chưa ăn gì, chỉ uống nước cầm hơi. Tôi không biết. Cứ thế này thì chồng em chết mất. Cô đi ra đi, tránh ra. Bẩn hết người tôi rồi. Này cậu kia, có phải đàn ông không? Mày mù à, mày không nhìn thấy à, mà còn hỏi. Thì cậu cứ trả lời tôi đi. Có phải đàn ông không? Tao chuẩn men. Vậy cậu đưa giấy chứng nhận ra đây. Mày bị điên à, nhìn thế này rồi mà còn cần giấy chứng nhận làm gì? Vậy cậu nhìn người ta như thế này, cậu không thấy tội nghiệp hay sao mà còn hỏi giấy chứng nhận? Sống phải có tình người một chút chứ. Nhưng đây là quy định ở đây. Quy định là của công ty đưa ra phải không? Và cậu đã không làm theo, còn hống hách khinh người. Vậy tôi chính thức sa thải cậu. Vì tôi chính là giám đốc công ty điều cậu tới đây. Chị ơi, chị chọn hoa quả hả chị? Giá cả như thế nào em? À, đây bảng giá đây chị ơi, bảng giá đây chị nhìn này. Em xem hoa quả nào bị dập thì bán rẻ cho chị, chứ chị không đủ tiền. Ui, nhà em không có quả dập đâu, chị nhìn này toàn hàng loại một ngon tươi như này, chị lại bảo hàng dập, không có đâu. Chị xin lỗi, tại nay là sinh nhật của em chị. Hai chị em mồ côi từ nhỏ nên chị muốn tổ chức cho nó một bữa sinh nhật thật tươm tất mà chị lại không đủ tiền. Vậy thôi, chị cảm ơn cậu, chị đi ạ. Đây, hoa quả đây, hoa quả. Thôi cái này đắt lắm, chị không mua được. Không, nhưng mà không có, vừa lấy tay chị chạm vào hỏng hết của em rồi. Bây giờ không ai mua nữa đâu. Với cả hôm nay nhà em giảm giá, chỗ này là 10.000 nhưng mà em lấy chị 5.000 thôi. Thôi là cậu. Em quên chưa treo biển giảm giá. Vậy chị cảm ơn. Rồi. Ôi chị đi đi nhá, chị đi nhá. Chỗ này cũng 5.000 chứ. Ơi làm sao 5.000 được, chỗ này em bán 5.000 á, còn mà em cặp đất mà ăn hả anh? Tôi vừa thấy anh bán cho cô gái lấy 5.000 còn gì. Nhưng mà hoa quả của em bán thế nào là việc của em. Nhưng mà số tiền em không có tiền để trả lại anh đâu. Không cần phải trả lại, tiền của tôi muốn làm gì thì làm. Có lẽ tháng này anh phải cắt giảm 15% lương của mỗi người. Điều này thì thực sự là anh không muốn, nhưng anh mong tất cả mọi người cùng vượt qua thời gian khó khăn này. Thôi, mọi người về làm việc nhé. Này, gã sếp của mình đúng là thất đức. Đang giữa mùa dịch như thế này còn cắt giảm bao nhiêu là việc, đúng là ăn chia xương máu của người khác mà. Này, hay thôi, mình cứ làm loạn lên. Gì phải chịu thiệt. Mà tối nay anh em đi nhậu đây. Chọn quán đi. Mọi người tối liên hoan đâu vậy? Cho địa chỉ đi, tối nay góp vui. Bọn em có đi nhậu đâu đâu ạ? Cái gì ạ? Em bị sa thải ạ? Anh lấy cái chuyện mà em ra đứng lên nói với mọi người về việc cách giảm nhân sự nên anh trả thù em có đúng không ạ? Anh lấy chuyện công để trả thù chuyện riêng. Thật không ngờ anh là một con người nhỏ nhen ích kỷ như vậy. Đồ không có tình người. Anh quá đáng rồi đấy. Thôi em. Anh ơi, ngân sách công ty mình gần như cạn rồi. Bố phải cắt giảm nhân sự thôi anh ạ. Vậy em làm báo cáo cho mọi người nhé. Mấy tháng gần đây bạn Nam làm việc rất kém hiệu quả, chưa đem lại hợp đồng mới nào cho công ty cả. Nên là... Không được. Bạn Nam mới sinh. Bây giờ mà chúng ta cho cậu nghỉ việc thì cậu rất là khó khăn. Vậy chỉ còn cách cắt giảm lương đồng bộ để gánh những nhân sự còn lại thôi anh ạ. Vậy thôi được rồi. Em mời mọi người vào họp cho anh nhé.
Trong cuộc sống này, dù gặp bất cứ điều gì khó khăn, thì chúng ta cũng nên đặt hoàn cảnh mình vào chuyện đó, thì chúng ta mới hiểu được người đấy là như thế nào. Chào em, đây là buổi đầu tiên anh gặp mặt. Còn anh là lần thứ 10 của tôi rồi. Tại sao? Vì những người đàn ông trước đều không đủ đạt tiêu chí. Theo em, tiêu chí của em là gì? Là người đàn ông phải có nhà ở Hà Nội, có xe ô tô, thu nhập trên 20 triệu một tháng. Theo anh thấy, tình yêu mà mang đồng tiền ra cân đo đồng lý như vậy thì không phải cho lắm. Chắc là anh cũng kém cỏi như những gã trước mà tôi gặp nên mới có phản ứng dữ dội như thế. À không, anh có nhà Hà Nội, có xe mẹt, anh còn là người trả tiền lương cho công nhân mà. Wow, vậy anh đủ tiêu chí của tôi rồi đấy. Vậy còn em có cái gì? Tôi có nhan sắc. Em à, nếu mà để chọn một người bạn xinh đẹp và hạnh diện vài năm, nhưng nếu chọn một người vợ để hạnh diện cả một đời, xin lỗi, em không phải lựa chọn của anh. Ơ thiếu rồi, như đó chỉ đủ phần của anh thôi. Nhưng chúng ta chưa là gì của nhau, thì như đó cũng hợp lý mà em. Nhưng mà tôi không mang theo tiền, anh ki bo buồn xìn cả cốc nước cơ à. Đối với anh, có những người bao nhiêu không đủ, còn đối với em, một xu cũng không đáng. Hai, mày ra đây cho tao. Có chuyện gì vậy? Tao trả tiền cho mày đấy. Mày có mấy đồng mà cứ đòi lên đòi xuống. Tưởng chủ tịch như thế nào? Hóa ra cũng chỉ là loại đàn ông mặc váy. Thôi, từ giờ tao không có bạn bè gì với mày nữa. Em gửi xếp. Ừ. Anh nhìn thấy rồi đấy. Không hiểu chuyện gì xảy ra luôn. Dạ thì vừa rồi phòng kế toán có làm tổng kết thanh toán thì thấy khoản nợ 2 tỷ đã vay quá hạn hơn 2 năm thì chủ động gửi nhắc nhở, nhưng thật sự không biết đây là bạn sếp ạ. Thái. À hello. Giờ này khỏe không? Đợt này thấy gặp mày khó khăn quá, chắc là do công việc à? Nên là tao định đến đây nhờ mày giúp việc. Có chuyện gì cứ nói đi. Cũng hơi ngại, nhưng mà mày có thể cho tao vay 2 tỷ được không? 2 tỷ à? Công ty tao đợt này cũng hơi khó khăn, nhưng nếu mà mày cần gấp thì tao có thể sắp xếp được. Cử số tài khoản đi, tao sẽ chuyển khoản luôn cho. Thật á? Cảm ơn mày nhiều. Mày đúng là bạn tốt của tao. Không có gì, bạn bè giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn là chuyện bình thường mà. Alo? Tao vừa nhắn map pin của thẻ cho mày đấy. Lúc nãy quên mất. Mà chỗ đấy chưa đủ 2 tỷ đâu, nhưng tao sẽ trả dần. Mày mà còn thúc giục đòi tiền nữa là tao bóc phốt mày lên mạng đấy. Tao cho mày vay tiền khi mày gặp khó khăn không phải là vì tao nhiều tiền đâu, mà tao vì tình nghĩa, tao muốn giúp đỡ mày trong lúc mày gặp khó khăn. Cái thứ tao cho mày vay không chỉ là tiền, mà còn là lòng tin, sự khích lệ, sự tin tưởng của tao mà dành cho mày. Nhưng cái cách hành xử của mày làm cho tao quá thất vọng. Nhanh nhanh mà trả tiền cho tao đi, không tao sẽ kiện mày ra tòa đấy. Thế nhá.